Anh. Ủa em à, làm gì mà gọi điện nghe máy vậy? À, sao biết nhà anh ở đây vậy? Thì đó giờ anh ở đây chứ ở đâu đâu mà không biết. À, mà bữa nay qua đây làm gì vậy? Em qua thăm chồng tương lai của em. Nói nhảm nhí gì đó. Ủa anh mới bị gì á? Anh là chồng tương lai của em à? Chồng tương lai của em. Ủa, coi. Anh không giỡn với em nữa đâu. Em về nhà đi, sắp tối rồi đó. Ở đây tối nguy hiểm lắm. Anh vô nha. Ơi quán. Vũ về nhà chưa? Vũ mới về nè. Ơ à, sao em vô nhà được vậy? Bộ anh quên em là vợ tương lai của anh hả? Thì sao? Thì đương nhiên có chìa khóa với nhà mình rồi. Em có biết em làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Người khác nào? Anh là chồng tương lai của em chứ bộ. Em điên quá đi. Bây giờ em có đi ra khỏi nhà hay là không? Không. Thôi được rồi, anh sẽ gọi cho ba để xác nhận chuyện này. Gọi hả? Gọi đi. Ba anh kêu em qua đây để canh chừng anh chứ bộ. Em làm như anh là con nít vậy. Alo ba. Chuyện của bé Thanh là dạ con gặp rồi. Nhưng mà mọi chuyện là... Alo? Ba? Ba? Rồi sao rồi? Thôi được rồi, anh sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng từ nay về sau anh không muốn nghe anh nói anh là chồng cái gì đó của em. Rồi ok. À dạ, con tới rồi đó bà. À, con lấy thuốc xong chắc tầm nửa tiếng nữa là con về tới nhà. Dạ, dạ dạ, bà đợi con nghe. Con chừng té. Bỏ xuống cho bà té nữa hả? Người ta thương nó. Ngày vui thì ngắn thôi. Ngày thức giấc bên cạnh một người. Ngày nguyện ước. Ôm trọn vòng tay người ta thương nó. Ngày buồn thì khó qua. Nào đâu dễ quên một người mà mình dành hết yêu thương. Cả một quãng đời người ta thường nói tình yêu là giấc mơ. Liệu có ai trong cuộc đời? Bà Khánh nè, trời ơi. Trời lãng mạn quá hả? Cái gì mà nè? Ê Thanh kìa. Ê bà Thanh kìa. Ê Thanh. Ê Thanh Thanh. Về nha. Bà với Khánh đúng không? Bà quen rồi. Tại người đang quen đúng không? Thân quá trời luôn mà. Quen Khánh.
anh hả? Đúng không? Chuyện gì? Thôi đi mày. Không có chuyện gì. Sao nấu vậy? Hay là nấu thế. Thôi ông Khánh. Ông Khánh gì? Ông Khánh sao? Sao? Mày không bỏ chị đâu em. Ơi, cái gì vậy? Lên xe tôi chở mày về nè. Thôi tưởng sao đâu, con về đi. Ơi, bình thường cũng chở mày về mà. Đi lên xe. Tôi nó không cần đâu, tôi tự về được. Con đi về đi, nha. Chi? Mưa rồi lên xe đi. Thôi, buông ra đi. Hôm nay bị sao vậy? Trễ tôi cũng sao đó. Lên xe đi, trời mưa dịch mưa gì bệnh á. Không đừng có hỏi nữa, tôi nói cũng sao rồi. Bà khùng quá à, lên xe đi. Đừng có nói nữa. Không thì trước tới giờ, chưa có gì xảy ra đi. Tôi nghe đứng bận cái ông đó đó. Cũng muốn là tôi giờ cản đường phải không? Bởi vậy sao? Thì kệ tôi. Thì tôi để mà tự về mà. Vậy tự nhiên bắt tôi vô xe chi? Ngồi ngắm mưa. Ngắm tới chừng nào nữa? Tính khi nào hết mưa thì lúc đó bà tự về.
chỉ như chớ mắt. Gần nhau rồi xa, đừng giận hơn em thêm nữa. Biết rằng anh muốn được nghe những lời yêu, những lời hứa hẹn của em. Để em gần anh, dù chỉ trong giây.